ca sĩ Hà Phương tái xuất với MV về tuổi học trò, tiết lộ kỷ niệm nhất quỷ, nhì ma. Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới, ca sĩ Hà Phương cho biết màu mực tím là một sáng tác mới của nhạc sĩ Sơn Hạ. Bài hát nhắc lại những khoảnh khắc tươi đẹp của một thời cắp sách đến trường mà ai cũng đều từng trải qua, để rồi nhìn lại với biết bao hoài niệm, nhung nhớ. Cũng nhân dịp ra mắt MV ca khúc, Hà Phương lần đầu tiên tiết lộ kỷ niệm về tuổi ô mai của mình. Nữ ca sĩ kể ngày xưa, cô được nhiều bạn trai thầm thương trộm nhớ. Với vẻ ngoài nhỏ nhắn, tính tình lại nhút nhát và hay ngượng nên lúc nào cô cũng được các bạn trai lo lắng và bênh vực. Ngay như việc cả lớp chơi trò nhảy cao thì bao giờ cô cũng được bạn nam nhảy trước xong kéo dây xuống thấp cho mình nhảy qua. Hay như khi đi xem các lớp thi đấu bóng đá mà gặp trời mưa thì thế nào cũng có bạn lấy đồ để che cho cô. Thậm chí, mỗi khi cô đi học thì các anh chàng này cũng hay phóng xe máy hoặc đạp xe đạp theo sau. Có những anh bạn từ trường khác cùng đạp xe đi chung đường tới trường Hà Phương trước rồi mới qua trường anh ấy. Nói chung nhiều anh chàng theo đuổi lúc ấy cũng thấy vui vui. Không trở thành người yêu, chúng tôi bây giờ trở thành những người bạn tốt với nhau, nữ ca sĩ hào hứng nhớ lại. Nói thêm về kỷ niệm tuổi học trò, Hà Phương nhớ lại, cô cùng bạn bè đồng trang lứa cũng như bao thế hệ học trò khác đều có những trò nghịch ngợm tinh quái. Như kỷ niệm năm lớp 8, vì cả lớp bị thầy hiệu phó phạt cho đứng một trận nhớ đời. Tuy vậy thời đó dù nghịch ngợm và hay có trò quậy phá thầy cô nhưng ai nấy đều rất tình cảm. Khi thầy bị mất xe đạp thì cả lớp đã cùng nhau góp tiền lại mua chiếc xe mới tặng thầy. Bên cạnh những kỷ niệm vui nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đó, Hà Phương còn chia sẻ những tiếc nuối của mình. Lúc nhỏ, Hà Phương là lớp phó văn thể Mỹ chuyên lo văn nghệ, báo tập, báo tường cho lớp và cho trường. Bản thân Hà Phương rất chăm học nên năm nào cũng được học sinh giỏi. Hà Phương bị cận nhưng vì sợ bị các bạn chọc là bốn mắt nên e dè, ngại không dám đeo kính.